Đây, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, hôm nay mình quay chiếc máy kéo của chú bạn nhỏ ở Cà Mau này các bạn. Rồi, giờ mình quay để tháo cái cặp bánh xích ra để tháo bánh xích mình thay đạn đùi hay gì Tâm? Thay đạn đùi. Bây giờ anh em để đội lên và máy kéo lên để mình gỡ cái bánh xích ra mình thay đạn nha các bạn. Bây giờ mọi người cùng xem và theo dõi nha. Đây, rồi vụ rồi là mình phải là kiểm tra coi cái nào hư này kia mình thay rồi các bạn ơi. Vậy mình ra đồng nó mới không có trục chặt được. Anh em đang là đó các bạn. Đây, sẵn quay cho các bạn thấy nè. Đó, chú Bảy chủ máy đó các bạn. Chú Bảy ở Chợ Ma đó các bạn. Cái cần tự động đâu rồi? Ông thầy kỹ quá trời hết các bạn. Máy kéo tới giờ mà không chốc nó sơn nè. Hay là ổng sơn lại không biết nữa. Đây vòng vòng là cái nó tới các bạn xem đây. Nó đang đội lên đó các bạn. Sơn quá dày mà sơn dị nó mới chống xét nào nổi chứ. Đội hỏng lên bằng mình dặn lấy cái tăng đưa ra là mình thích ra các bạn. Có cái đặc biệt nè các bạn thấy không các bạn, chơi cái đôi dép bằng inox luôn nè các bạn thấy không. Thắng giới nè các bạn ha. Được. Cái chơi trượt cái nóc này biết chừng nào mà mòn các bạn. Trời, nó trượt luôn rồi. Cái nóc luôn. Anh em đang làm các bạn ha. Lên đó các bạn, không lên vậy là các bắt đầu mình tự lấy bánh xích ra. Chú đúng là gì không đó? Nó cái tám đi đốt sàn rồi nó. Dạ,
Để quá lên xe ôm ở đây. Ôi, nãy giờ tôi đi chợ tôi mới về luôn. Vậy? Cũng mới đi xe ôm ở đây. Ai đẹp? Đi qua đi. Điện xe không có nữa kìa. Đúng rồi. Không có nữa. Cái thứ cắt của 105 mét đó các bạn, quá dài luôn ha. Dài tiếp rồi. Rồi chẳng rồi đó các bạn. Đè đang lấy cái chiều xe. Đây hồi nãy giờ mới ở đây không phải? Mưa không có đi đâu được. Hai bánh lái nữa. Bên đây nữa. Bên đây phải không? Bên đây. Phải không? Chỉ cho. Cho em về bánh chưa lần. Để coi nha. Quá trời. Coi coi chạy giùm nha. Dạ, chào rồi. Khuê là ai ăn quay phim đây? Quay đi quay phim mà còn được đãi cà phê nữa nè. Các bạn. Chủ cũng được nè các bạn thấy không? Vô quay đó ổng đãi cho cà phê nữa nè. Vô hoài luôn không? Mày chắc vô nữa quá. Rồi tha hồ mà lấy đi. Nãy quay thấy còn ngon quá. Thắng giới. Gà cái cốp đi ha. Tháo cái trượt trước luôn nha các bạn. Nãy tháo cái trượt sau, giờ tháo cái trượt trước lấy luôn. Lấy ra luôn. Kiểm tra mà, tháo hết. Thường lấy bánh xích ra nó không ạ? Thank you.
một mình vẫn thử lấy bánh xích ra được các bạn ha, mình thôi. Ồ, cũng dễ ăn quá nè ha, đó quá hay, quá hay luôn. Ở ngoài đồng cũng vậy đó các bạn, chỉ một mình là Thái lấy bánh xích ra được à. Mà dưới điều kiện là mình làm vậy rồi thì ra đồng mình chắc không có thế nào mình phải tháo đâu các bạn. Giờ mình kiểm tra trước hết rồi. Ở trong bờ mình, trong nhà mình làm các bạn thấy dễ không? Chỉ một mình thôi là mình lấy ra, còn ra đồng rồi nó cực lắm. À, rồi xong. Quá gì. Rồi, xong rồi các bạn thấy không? Rồi vậy là lấy ra xong. Rồi, các bạn lại clip sau nha. Thời gian có hạn các bạn ơi.